vào nhé.
Con ơi, mình sắp có dưa mới rồi. Đấy. Lâu như thế rồi. Sao nó không mọc? Mình chưa cần mẹ ăn chắc. Mình ăn không? To nữa hay cái mẹ đã to? Con mẹ cho mẹ đã to nhé. Con ở đây trông em bé. Mẹ con đói rồi. Mẹ cởi em bé ở đây con trông em bé. Rồi đợi mẹ tí, mẹ làm giường mới xong rồi này. Vâng. Ở đây nhá, con với em bé ở đây nhá. Mẹ nhớ đây. Con thích cái này.
Bao nó mẹ mình cho cái này ra phút tao đã nát. Con cho thuốc mẹ cưới cho mẹ mà số mẹ phút tao mẹ cho cua với tôm của em nhạ nhé. Con bóc xong con nhấm vào nhá. Cho mẹ đã nát. Thank you.
Con đói chưa? Hả? Con đói chưa? Rồi. Con ở đây nhá, mẹ đi lấy nước nhá. Ê, nóng quá. Ui, rô, sớm. Con ở nằm với tôm cho. Anh chị không có lửa. Con rửa vào nhé. Mẹ. Chưa. Ừ. Đấy. Đợi một tí sôi xong rồi mẹ nấu cho. Tặng trong bê ra nhé. Ăn gì? Bún hà nó nhạt. Em có dương mới rồi. Em có dương mới rồi nhỉ. Thì con mình có dương mới nhỉ rồi. À, con. Đây mẹ buộc tóc cho. Ngồi chân em nhá. Đâu? Đây. Chị em nói chuyện kìa. Tivi rửa chân tay nhé. Ngoan gì? Tivi rửa chân tay cho con nhé. Rồi. Mẹ mua giàn ôm. Sao mẹ đã mới gió giáo mới nó con chị bà. Mẹ nó mua giàn ôm. Quay xong mẹ phải đi mua giàn ôm cho con nhé. Đấy, chín rồi. Ừ, ăn được tôm rồi. Ui. Ngon không? Có. Mẹ ăn bắt bò, con ăn bắt bè. Bè với mẹ. Nha. Con tôm ăn rồi đây. Nào con mời mẹ chưa? Con mời mẹ ăn mì tôm chưa? Con mời mẹ ăn mì tôm. Con. Con không con? Có. Cay lắm, em không ăn được đâu. Em không ăn được đâu, nhà em xin thôi. Em xin không. No chưa? Hả? No chưa? Chưa. Ừ, còn hết rồi nhé. Vâng. Chồng em nhé, mẹ còn nhé.